Hello, xin chào. Lâu lắm rồi, hôm nay mới có thêm một cái hiện tượng nữa để mình thử nghiệm energy. Trước giờ thì những cái bệnh trong người mình á, là những cái mà cần phải mình mắt thường mình không có nhìn thấy được, mà mình phải cần có thiết bị máy móc đo đạc mình mới kiểm tra xem là nó kết quả như thế nào, đúng không? Thì đợt trước đã đi kiểm tra rồi thì nó cũng không có tiến triển gì. Hôm rồi, cách đây 2 tuần, tự nhiên cái tay của mình nó sưng dù luôn, cái đốt ngón tay này nè, nó sưng, nó mập ra mà nó sưng, nó đau á, không có co quắp lại được á. Thì ban đầu mình cũng cố gắng mình dùng energy mình chữa thử, là cái lúc mà nó mới bắt đầu hơi đau đau á, mình đã dùng mình chữa rồi thì nó nhức, nó mỏi á, nó mỏi rồi mình có phải giật cái rồi giật nó ra, nó kêu cái bặt cái thì nó đỡ một chút thôi, xong bắt đầu cứ từ từ nó cứ mỏi, nó đau mỗi ngày. Xong rồi mình cũng cố gắng mình chữa bằng energy để xem có cái đánh giá khách quan cho nó đó. Nhưng mà khi mà mình tập á, mình dùng cái công thức chữa lành để mình chữa cho nó, cái lưng của mình nó vẫn nóng nóng rần rần luôn. Tức là điện, nhiệt, năng lượng nó có vào nhưng mà nó cũng không có cải thiện. Nó không cải thiện được cái ngón tay này. Thì sau đó mình để mình cố gắng mình chữa thì trong khoảng 2 tuần luôn là bắt đầu tới cái tuần thứ hai đó là cái tay này nó không có co lại được nữa. Bây giờ đi xe máy cũng không được luôn, cầm nắm mà không được luôn, không bóp thắng được luôn. Lúc đó tôi nói thôi, không chơi được với nó rồi. Để có một cái, tức là mình phải có một cái gì đó đau diễn ra và mình chữa để mình thấy nó cải thiện liền thì lúc đó mình mới thấy nó có hiệu quả. Còn như những cái của mình ngày xưa thì tại vì không chữa nó cũng vậy, mà chữa nó cũng vậy cho nên mình không có cái đánh giá được. Còn bây giờ hiện tại cái này nó đang đau mà bây giờ mình dùng energy mà mình thấy nó hết đau thì lúc đó mới khẳng định là energy có tác dụng. Nhưng mà rõ ràng từ nó đau nhẹ nhẹ, mình ráng mình chữa tới mức mà tới gần 2 tuần á mình không chịu nổi nữa. Cuối cùng mình phải đi mua thuốc tây mình uống. Kết quả là chỉ có 3 ngày thôi. Uống mới có 3 ngày, ngày có 2 viên. Mua cái Voltaren này nữa. Ngày có 2 viên thôi. Uống mới có 3 ngày thôi, bây giờ hết rồi. Hết bình thường luôn rồi. Điều này mình khẳng định thêm một lần nữa là energy lớp 3 không có chữa được xương sưng khớp. Cái này là viêm khớp. Cũng không phải bị gút đâu. Mình không hiểu sao tự nhiên mình cũng không có va chạm gì, cũng không có tác động gì tới nó. Tự nhiên có thể là do mình gõ phím nhiều á. Rồi cái tay của mình nó hoạt động nhiều quá rồi bắt đầu nó mỏi rồi nó sinh ra bị viêm. Thì thời gian đó là mình không có gõ được bàn phím luôn, rồi đi xe máy cào dắt xe không được luôn, không có nắm được, tay nó cần càng ra không nắm được. Hôm nay nó giảm 99% rồi, nó còn hơi ê ê một chút nữa thì bây giờ còn 2 ngày thuốc nó uống nốt là hết. Và đồng thời là mình tiến hành mình ngâm nước muối. Lúc đầu thì mình có ngâm nước ấm nhưng mà mình không cho muối thôi. Lúc mà mình đang chữa energy á, mình cũng kết hợp là mình ngâm nước ấm thì mình thấy nó cũng không có cải thiện gì mấy. Ngâm lúc ngâm thì nó chỉ đã cái lúc đó thôi, sau đó thì sáng ngủ dậy là cái tay cứng ngắc, không có co lại được luôn, cái ngón này không co lại được. Sau này thì bạn mình mới nói là ngâm nước ấm nó không có tác dụng mà phải cho thêm tí muối vô nó mới có tác dụng giảm viêm. Lúc đó thì tôi mới cho muối. Thì khi mà tôi uống cái thuốc này thì tôi kết hợp tôi ngâm với nước muối ấm. Thì công nhận khi mà ngâm với nước muối ấm á, cảm giác nó dễ chịu hơn nhiều. Thì cũng có thể là do kết hợp cả thuốc này nữa. Và kết hợp ngâm với cái nước muối ấm thì qua ngày đầu tiên là cảm thấy đã dễ chịu rồi. Nó vẫn còn sưng căng mà lúc đó nó sưng nặng lắm, nó sưng căng luôn. Qua ngày đầu tiên là đã cảm thấy hơi dễ chịu rồi. Thì ngày ngày tôi ngâm 3 lần luôn. Thì qua ngày thứ hai là nó giảm tới 80% luôn, là mình nói rồi nó chịu đèn rồi. Cuối cùng mình cứ tích cực sáng dậy ngâm nước muối ấm rồi uống một viên thuốc này thôi, ngày có 2 viên, 3 ngày bây giờ khỏe re sạch rồi. Trời ơi, ngồi đó mà nặng energy 2 tuần lễ mệt gần chết, không có tác dụng gì cả. Thì cái vấn đề là tôi vẫn chờ energy để đánh giá là những cái trường hợp như thế này nè. Tức là nó phải có những cái trường hợp đau cụ thể ra rồi mình chữa mà nó hết thì lúc đó nó mới có cái để mình nhận xét, mình đong đo đếm được.
Chứ còn bây giờ cứ dựa vào cái cảm giác khỏe khỏe thì chắc chắn nó phải khỏe. Hít thở thì đâu có hại gì. Thì xưa giờ tôi vẫn nói mà, nó chỉ có cái tôi chỉ có cái cảm giác nó thoải mái khỏe khỏe thôi, ngủ được thôi. Vậy đó mà bình thường tôi đâu có mất ngủ đâu, cho nên cũng không có đánh giá được là nó có phải giúp cho mình ngủ ngon không. Tại vì những người nào mà bị mất ngủ thì mới nhận biết được là nó có giúp cho ngủ ngon hay không. Còn bản thân mình thì xưa giờ ngủ thì vẫn ngủ phà phà, đâu có liên quan gì. Còn bữa nào cứ nói chung là cứ buổi ban ngày thì tôi tập một lần, rồi cái tối trước khi lên giường là tôi ngồi tôi luyện công thêm một lần nữa. Có khi luyện xong rồi vẫn chưa ngủ, có khi đang luyện nửa chừng ngủ lúc nào không hay. Đó, vậy đó. Chứ còn để mà đánh giá cụ thể nó giảm đau nhức một cái gì cụ thể thì không có hiệu quả. Chưa có một cái gì để đánh giá hiệu quả đó. Thì ngày xưa tôi đã đánh giá là nó không chữa được bệnh ho, đúng không? Thì hôm nay là cái viêm khớp này nó cũng không chữa được viêm khớp. Đó. Và có ai để ý không, cái bữa tháng 7 vừa rồi á, là trong cái lúc mà chú dạy lớp 5 ở bên Mỹ á, sau đó thì cái lớp học tạm ngưng để chờ chú ngồi chú truyền năng lượng lúc 9 giờ á, 7 giờ chứ, lúc 7 giờ sáng á. Không biết mọi người có để ý không, chứ khi mà chú truyền năng lượng trong cái lớp học lớp 5 ở bên Mỹ, tôi nghe có tiếng người nào đó ho lụ khụ. Tôi nghe tôi nói đó, lớp 5 rồi còn không chữa được ho, chứ bây giờ vô tới đó rồi mà còn ngồi ho khụ khụ kìa, sao không chưởng cho nín đi. Cho nên ngày xưa tôi học lớp 2 tôi nói tôi chữa không được ho, mà người vô chửi tôi thấy ghê luôn. Bữa hôm á chú học là mọi người coi lại cái video chú ngồi chú truyền năng lượng á, cái lúc mà chú truyền năng lượng trong cái lúc lớp 5 đang học đó, mọi người ngồi chờ chú truyền năng lượng ngồi ho sủa khụ khụ ở trong kìa. Lớp 5 rồi đó mà người ta còn chưa chữa được ho đó. Không biết mọi người có để ý không, chứ nhiều khi mê muội rồi thì đâu có để ý những cái chuyện đó. Còn tôi là gì, tôi nghe thấy có người ho tôi nói đồng minh. Thì mình thực sự mình cũng rất là ngại uống thuốc tây, mình cực chẳng đã, mình chịu không nổi mình mới đi uống thuốc tây đó. Chứ mình cũng không có ủng hộ thuốc tây để uống vào đâu, tại mình biết chắc chắn là uống cái này nó sẽ sinh ra cái bệnh khác, cho nên nó sẽ hại bao tử rồi gan thận nữa. Nhưng mà vấn đề là bây giờ nó không còn cách nào hết, không có co quắp được thì làm ăn gì được. Đã vậy thời điểm đó hả, khách hàng còn dí còn giao làm cái chóp phiên âm á, tới 200 phút video phiên âm và dịch. Trời ơi, giờ phải ngồi gõ mà cái tay như vậy đâu có chờ được nữa. Cuối cùng cũng phải đi giải quyết, mà tôi không nghĩ là nó giải quyết nhanh tới mức vậy, có 3 ngày thôi. Mới uống thuốc có 3 ngày. Giờ êm ru rồi nè. Bóp thoải mái nha, bây giờ bóp thoải mái. Bữa hổm mà giật như này đâu có cầm nổi, cầm vô là nó nhức, nó đau. Cho nên á mình á là phải có một cái trường hợp bệnh nào đó thực sự cụ thể ra mình mới kiểm chứng mình nói được. Chứ mình không có nói những cái dạng như là tập khỏe khỏe. Tại vì thực ra nếu không tập nó vẫn khỏe khỏe như vậy mà. Những người mà bạn tôi học á, thời gian đầu cũng khỏe khỏe, bây giờ ngưng hết rồi, họ vẫn khỏe khỏe. Có sao đâu. Thì hôm nay lại tiếp tục đánh giá thêm một cái bệnh nữa là energy lớp 3 không chữa được viêm khớp. Thank you for joining with us. We'll see you tomorrow. Good evening, ladies and gentlemen. Please get ready for yourself. Okay, we are finished. Okay, thank you. Xin cảm ơn tất cả quý bác anh chị em, và hẹn gặp lại vào ngày mai.
Right?